Dạ, em xin chào quý ông bà cô bác đang xem trên kênh của Quân Vlog nha. Thì clip ngày hôm nay em sẽ đi đến một cái chùa là chùa Hội Khánh nằm ở tại Bình Dương nha. Thì mời cô bác đi theo chân em để xem đó, khung cảnh ở đây nha. Dạ. Thì hiện tại sau lưng em là Phật nằm. Nằm thì cũng nghe nói là dài cũng như là lớn nhất luôn ở Việt Nam mình luôn. Ok. Thì hãy theo chân em để xem cũng như là mình trải nghiệm vô vòng khu này nha. Ok. Dạ vâng, thì đây là cái đường đi vào chùa thì nằm hai bên nha. Trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương. Đó, hai bên đường, hai chùa hai bên. Thì em sẽ đi vào Phật nằm trước nha. Phật nằm trước. Chùa Hội Khánh này là được xây dựng vào thế kỷ 18, 1741, và đồng thời cũng là dài nhất Việt Nam, hai bên cũng khá là rộng lớn nha. Đó. Chùa Hội Khánh này là một trong ngôi chùa cổ Phật giáo được thiền sư Đại Ngạn thuộc dòng Lâm Tế khai sơn. Đó. Tức là năm Tân Dậu, năm 1741 ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương mình. Đó. Hai bên Phật rất là lớn nha. Bên đây là Phật Bà Quan Âm. Đó, cũng nằm kế bên vậy luôn. Đây là cái bảng nè, để cho người xem. Đó, mọi người gõ chưa? Phật Tích Tây Thiên Rạng Người, khắp cõi đêm từ bi, thị xã phổ độ chúng sanh cho đạo, cho đời chùa thiên đặc biệt tỏa sáng muôn phương, lấy độc lập tự do bảo vệ non sông vì dân vì nước. Ngày 30 tháng 8 năm 2010, Nguyễn Minh Triết. 12 năm. Còn phía đi vào cổng bên trái mình, nãy bên phải mình là Phật Bà Quan Âm. Đó. Còn bên trái mình là Phật. Để đi lại gần xem cho mọi người xem rõ nha. Cái bảng này. Dài quá, mình không có đọc cho mọi người xem được. Đó, khi mà đứng ngay cái góc này á, thì mọi người sẽ quan sát hầu hết là toàn cảnh của Phật nằm luôn. Đó, vòng vòng Phật nằm thì có rất khá là nhiều những Phật bên cạnh để cũng như là che chở. Đó. Thấy đứng cái góc này là toàn cảnh. Mình nhìn trong màn hình á, thì thấy nó, mọi người thấy cũng hơi nhỏ đúng không? Nhưng mà nếu mà đứng thực tế ở ngoài thì nó rất là lớn nha. Khung cảnh nó rất là lớn nha. Đó, mọi người thấy không? Ok, còn giờ thì mọi người theo chân mình để vào chùa phía bên đây nha. Cũng là chung luôn, nhưng mà cách một con đường thôi. Bên đây có mấy cái cây khá là cao luôn. Đây có những bạn đến đây để chụp hình những cái tường này. Tường này lâu năm, lâu đời thì nó lạ. Đây có nghe mấy cái tiếng ồn là do là đây có mấy anh đang hàn sắt để làm gì đó. Bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa chùa Hội Khánh. Nhìn kiến trúc ở đây á, khá là nhìn lạ mắt luôn mọi người.
nhìn là biết lâu đời, là cũ lắm mọi người, nhưng mà nhìn vẫn còn còn nhìn đẹp lắm, đẹp mắt lắm, lạ mắt. Cái kiến trúc này là làm bằng ngói không, tất cả phía trên là bằng mái ngói nè, có mái ngói mà đỏ đỏ mà, nhưng mà nó chuyển màu đen. Mình lại mình đọc cái di tích lịch sử văn hóa cho mọi người xem nha. Đây. Đó. Di tích lịch sử văn hóa. Đây là kiến trúc bên ngoài nè, mọi người thấy tường xưa nè. Hơi ồn nha mọi người. Tại ở đây có mấy anh hàng sắt ở đây không biết làm gì đó. Chùa này được xây dựng lại do thầy Thích Chánh Đắc dưới chân đồi khoảng 100 mét đó. Thì cách vị trí cũ, địa chỉ của chùa hiện tại là 29 đường Hội Khánh, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, cũng khá là gần ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Đó, đây có những cái cây cao mút mút gì đó luôn, mình đi lên đây xem sao nha. Phan Cà Múc à. Thì chùa nằm cách đường cái khoảng 150 mét. Sau cổng Tam Quan có chạm Rồng Phụng, thì mình vừa đi ngang đó mọi người. Rồng Phụng lên đây mọi người sẽ nhìn xuống. Và đặc biệt là có 4 cây dầu đã được trồng hơn một thế kỷ. Khi chùa được xây có 4 cây dầu đã được trồng hơn một cái thế kỷ. Cổng này là khá là lâu đời, xây năm 1784 tới giờ. Đây là mấy con phượng nè, phụng là lâu rồi. Cái này hình như làm bằng cái miễn không à, miễn cái này làm giống như cái miễn cái chén của mình vậy mọi người. Mình giống vậy đó, giống như cái chén của mình vậy đó, có bông hoa trong đây nè. Nhìn mắt thường mình đây cũng gì nè, thấy mọi người nhìn kỹ nè, rất cũ, khá là lâu rồi. Cổng dài lên kia, có khách đến tham quan đây cũng khá là đông. Đây cũng có một cái đường lên trên đây. Mấy cây khá là cao, mát mẻ nè. Chào cô. Mình lên đây thì có một Phật ở đây khá là nhiều. Chú. Bên đây cũng có một Phật nằm ở đây nha. Phật nằm ở đây.
cảnh đây, phía bên đây khá là mát mẻ mọi người, yên bình, yên tĩnh. Giờ hôm nay mình đi được, có mấy chú mấy anh mình đó đang cắt sắt hàng sắt đi làm gì đó nên hơi ồn, mong mọi người hãy thông cảm nha. Chứ ở đây nhìn yên tĩnh lắm, mát mẻ. Có mấy cây mà nói 4 cây cao và qua một cái kỷ nữa. Cây này cũng khá là lớn. Đây mọi người, 4 cây 4 gốc cái kìa. Thì ở đây, có ghi rất rõ là vui lòng để giày dép dưới thềm. Đó. Ok, thì mình sẽ cởi giày dép nha. Mình đi giờ này trời hơi nắng nha, khá là nóng, nhưng mà mình cố gắng đem những khi mà trời nắng gì nè thì mình đem những cái thước phim sáng nhất đẹp nhất để cho mọi người xem đó. Nếu mọi người thấy video này hay cũng như là thú vị thì hãy cho mình một like cũng như một đăng ký kênh để ủng hộ kênh chuyển cũng như là quay nhiều clip cho mọi người xem nữa nha. Ok, thì clip mình cũng tới đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo. Đó. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người nha.